nhằm kết nối, mở rộng thị trường và tìm các nhà cung cấp nguyên liệu công nghiệp hỗ trợ trong nước cho các doanh nghiệp FDI. Sáng ngày 2 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo chuyên ngành công nghệ hỗ trợ và phát triển các nhà cung cấp trong nước 2020. Sau đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam bị gián đoạn nguyên liệu đầu vào. Trong khi đó, Việt Nam có nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất nguyên vật liệu, linh phụ kiện, có thể thay thế nguồn nguyên liệu nhập khẩu, nhưng cung cầu trong nước chưa gặp nhau. Chỉ khoảng 10% doanh nghiệp Việt có cơ hội được tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại hội thảo, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước tìm hiểu yêu cầu về chất lượng, quy cách, tiêu chuẩn sản phẩm của các tập đoàn lớn, từng bước hoàn thiện quy trình sản xuất, cơ cấu sản phẩm của mình. Tektronix Industries tiếp cận nhà cung cấp lớn tài năng, hỗ trợ kế hoạch phát triển hiện tại và tương lai tại khu công nghệ cao. Dịp này, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, công ty Tektronix Industries ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ và phát triển nhà cung cấp trong nước 2020, kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với các tập đoàn đa quốc gia, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng nội địa, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt.